Hội thứ 9, phần kim cương năng đoạn. Tôi nghe như vậy một thùa đức bà xà phạm chỗ trong vườn cấp cô độc rừng thệ đa thành thất la phiệt, cùng chúng đại bí xô 1.250 vị Bấy giờ vào buổi sớm, Đức bà già Phạm chỉnh sửa y phục, đắp y, bưng bát, đi vào thành lớn thất la phiệt khất thực. Đi khất thực trong thành xong, Đức Bạc già Phạm trở về lại bồn xứ dùng cơm thu dọn y bát, rửa chân. Như thường lệ sau khi ăn xong, Ngài trải tòa ngồi kiết già, thân thẳng nguyện tránh, trụ niệm trước mặt. Khi đó, các bí xô đi tới chỗ Phật, đến nơi đảnh lễ chân Ngài, đi nhiễu bên phải ba vòng lùi ngồi một bên, cụ thọ thiện hiện cũng ngồi trong chúng hội ấy. Trong chúng, cụ thọ thiện hiện từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch y vai phải, quỳ gối phải chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật. Thì hữu thầy thừa Đức Thế Tôn, Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác khéo dùng sự nhiếp thọ tối thắng, nhiếp thọ các đại Bồ Tát, cho đến Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác, đem sự phó trúc tối thắng, phó trúc cho các đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn những ai phát tâm hướng tới Bồ Tát Thừa nên trụ như thế nào, nên tu hành như thế nào, nên nhiếp phục tâm như thế nào. Đức Phật bảo cụ thọ thiện hiện, hai thầy hai thầy thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Như này ứng tránh đẳng giác có thể dùng sự nhiếp thọ tối thắng, nhiếp thọ các đại Bồ Tát, cho đến Đức Như Lai ứng tránh đẳng giác có thể đem sự phó trúc tối thắng, phó trúc cho các đại Bồ Tát. Vậy nên thiện hiện ông phải lắng nghe thật khéo tác ý. Ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Này thiện hiện, những ai phát tâm hướng tới Bồ Tát Thừa, thì nên trụ như thế, tu hành như thế, nhất phục tâm như thế. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn con nguyện muốn nghe. Phật bảo, thiện hiện những ai phát tâm hướng tới Bồ Tát Thừa, thì nên phát tâm như vậy có bao nhiêu loại hữu tình hữu tình được độ bị độ như sanh bằng trứng hoặc sanh bằng thai hoặc sanh từ sự ẩm ướt hoặc sanh từ sự biến hóa hoặc có hình sắc hoặc không có hình sắc hoặc có tưởng hoặc không tưởng hoặc chẳng phải có tưởng chẳng phải không có tưởng cho đến hữu tình giới được tạo tác bị tạo tác tất cả các hữu tình như vậy ta đều giúp nhập vào cõi vô dư y niết bàn vi diệu tuy đã độ vô lượng hữu tình đều được diệt độ như thế song không có hữu tình nào được diệt độ vì sao thiện hiện vì nếu các đại bồ tát còn tường chuyển hữu tình thì không thể gọi là đại bồ tát vì sao này thiện hiện vì các đại bồ tát chẳng nên nói có tường chuyển hữu tình như vậy tường chuyển mạng già sĩ phu Bồ đặc già la người ý xanh thiếu niên tác giả thọ già phải biết cũng thế vì sao? Thiện hiện vì không có một chút pháp nào gọi là người phát tâm hướng tới Bồ Tát thừa. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát chẳng trụ nơi việc hành bố thí, hoàn toàn vô trụ mà hành bố thí, chẳng trụ nơi sắc mà hành bố thí, chẳng trụ thanh hương vị xúc pháp mà hành bố thí. Thiện hiện như vậy, Đại Bồ Tát chẳng trụ tướng tưởng mà hành bố thí. Vì sao? Thiện hiện vì nếu Đại Bồ Tát hoàn toàn không trụ mà hành bố thí, thì số phước đức kia chẳng thể tính lường. Phật bảo, thiện hiện ý ông nghĩ sao, hư không phương đông tính lường được không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không được. Này thiện hiện, như vậy phương Nam, Tây Bắc, trên dưới bốn góc, tất cả hư không thế giới khắp mười phương tính lường được không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không được. Phật bảo, thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, nếu hôn đại Bồ Tát hoàn toàn không trụ, mà hành bố thí thì số phước đức kia cũng không thể tính lường thiện hiện như vậy Bồ Tát chẳng trụ tướng tưởng mà hành bố thí Thiện hiện, ý ông nghĩ sao?